Rớt nè. Một con nè. Anh em thấy không? Suka vừa hạ con lên em. Con đầu tiên của anh em mình rớt. Một con nè. Yeah. Cái hết ca nha nè. Đây. Còn một con nữa. Anh em mới túc nha. Con này chết rồi. Dớt. Bắn ngay chân thủy mà nên sao sống nổi. Ngay chân thủy luôn. Đây. Con bị 8 này chắc sống nổi rồi. Con này tơ anh em ơi, đang mọc đuôi. 95, 15. Còn con nó bay trong rồi. Hôm nay sầu ca với anh Minh thì đi lên trên hòn đất săn tiếp anh em ơi. Tại vì trên đây nhiều chim tố hú không. Nãy vô đây đầu tiên anh Minh vô trong đó, sầu ca mới qua đây thì thấy nó hú hú thì đấm đó. Ở đây là cái khu công nghiệp mà ta bỏ quan á. Bây giờ chợ con bên đây nữa. Còn con nó mà nó không kêu. Được con đầu tiên em. Thế này có gì quay thì anh em sầu ca sẽ quay cho anh em coi. Đi sầu ca đạp, đạp vỏ con này bắn bắn kia này. Đang con nè. Nè đạp vỏ con này bắn kia thế nào. Mà đậu đó nhưng nhanh bắn hụt. Mà nó bắn không được đó anh em, không có lỗ nữa. Không nào xuyên được qua cái là cái lùm này được. Lú đầu dòm rồi. À, sao xuyên được cái lỗ này trời. Rớt. Rớt. Rồi, nó rớt đây rồi. Ngớt giữa đuôi luôn rồi. Bắn ngay đầu nữa. Nó gió rồi trời. Dừng gió. Hai con. Con đen bên kia anh thấy à, anh thấy chưa? Gãy cánh rồi đó. Đang nè. Không được con đen này khó ăn này. Từ từ từ. Rồi anh thử gãy cánh đi. Được con gãy cánh này, con đen đây. Đây con đen nè.
giải cái này nè. Ê, còn con bay đây. Con gãy cánh ơi. À bồi dở quá. Con này hết chạy rồi. Con kia sao ơi? Vác một ngay đầu. Con này xong rồi nè. Dì thun em Đức rồi nè. Để anh. Rồi. À, thun Đức rồi nè. Đức với anh. Xong rồi. Hai con. Hai con. Dễ ăn rồi. Quá. Rồi lụm ra. Xè hả mày? Anh em. Kia bắn sẹo cánh. Sáu đang đúc thì hai anh em mình gặp con thú non rồi, anh em mình gồm giết hết. Con kia hết rồi, nghe lụm rồi. Kia ngay trang chỗ nãy luôn. Thú non là sáu đúc tội nghiệp luôn. Nè, nghĩ rồi thú non kẹp kẹp rồi lướt. Để bắn nó mới được, với lại tích bậy nữa. Ok. Ê, ê. Ủa? Sáu. Ơi. Ở xuống tay luôn nè. Hai em. Xè hả mày? Xè, hai con anh em. Sáu nuôi hai con luôn trời. Rồi, giải thoát mày đó. Đi đi. Rồi gãy cái nào vậy? Gì? Đây nè, té đây nè. Nó sạc qua đây nè. Em bắn sủi cái nó sạc đây nè. Hả? Tu hú. Anh có YouTube. Đâu tiêu vậy? Con màu đen. Này 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 này, chắp này, chắp này. Bị thương kìa. Thấy được chưa? Rồi. Hồ đi luôn rồi. Ôi trời. Mai em kia luôn rồi. Hả? À, bắn sụi cánh luôn trời. Hả? À, dí cái đó không dính trời. Chắc quà này nó tỉnh rồi đó anh Minh. Anh đá trên đầu mà không quắn được. Gấp quá trời gấp rồi. Trời đứt rồi. Đây này nè. Thay gấp luôn.
anh Minh bò vô anh bắn kìa nè. Con thú này to lắm, anh Minh bò vô anh bắn kìa. Bay rồi. Ngay đầu xiên hay lắm, ngay đầu ngay đầu. Ở con kia nãy bắn con bi bay mất rồi. Dạ chú ơi, con bắn con quay trên mạng, con không phá bắt gì đâu, tại thấy con kia nó bay lại con mới vô, chứ bây giờ con không thấy, con đứng ngoài không à. Đây nè. Dạ dạ rồi xin lỗi. Bị ta la này mày. Trời, con kia nó ôm bi. Con kia nó ôm bi rồi, gượt gượt nó sao rồi? Bay rồi, ủa má. Anh kia. Má bay giờ không thấy trời. Hồi mới thấy, má máu nhiễu. Nhiễu nhiễu đất luôn. Mà đến lúc đi nhìn chơi nhưng mà đâu nhìn dưới. Để lấy thùng vô đi. Còn anh em ơi. Thôi được anh em ơi. Ta lấy cá bắt ngay đầu rồi. Rồi nhảy qua bên kia, nhảy qua bên kia rồi. Nó mơ nhanh khổ nhảy qua kìa. Cấp bên đầu không ơi trời. Ừ thì bự, nói bự mà. Cái giặt hết ra. Nó mới nhảy qua hướng này nè. Mới thấy địch nó mà đỡ góc lên đầu. Không phải, con này bự lắm. Con này bự. Con này bự chán, cái đít vàng ẻo mà. Góc lên đầu nhánh khô đó. Rồi nó nhảy qua bên đây khoảng 2 mét. Tiêu rồi. Con hú bông rồi. Ở đây rồi. Có gì điện không anh em ơi. Vô trong đi anh, vô trong đi. Ngồi trong khói không à. Hơi hụt trời. Được không? Đây nè. À, thông đích luôn trời. Trời ơi, lông kìa. Á, à, nguyên cái đích bự nữa chứ đích nhỏ, lông nè. Lông nè. Nguyên đích bự luôn. Ba ơi, dưỡng nhanh cây này nè, ba ơi. Á, sát bên luôn trời. Á, à, dưỡng nhanh cây. Má không chuẩn bị trời, dở má anh em dở vô đó. Má nó sạc sát bên luôn trời. Qua kìa. Rồi vô trong rồi. Hai con. Trời ơi đi đủ hết nhiều cái gì nữa. Nguyên ức kìa. Xiên. Gớt nè. Rồi thôi gãy cánh. Gớt nè. Rồi ơi, gãy cánh. Trời ơi. Nhiều gần luôn rồi. Trời ơi, gãy cánh rồi đó. Má cái bụp luôn. Đạn dưới rồi. Má ngựa chết trời. Anh Minh, anh Minh.
anh Minh. Minh ơi. Trời ơi. À. Gớt đó. Rồi rồi rồi, thấy rồi. Rồi cái lồng bên kia kìa, xong mày ơi. Một chiến ơi. Chết mẹ ơi, nó qua sông rồi. Nè, quay nè. Đi qua đây rồi mày. Ừ. Té vô lùm này nè. Ừ. Ừ, nó xà tới lùm đây luôn nè. Không biết gớt này không nó chứ thấy nó bay hết nổi rồi. Nó té đây nè. Vô đây nè. Té vô cục lùm này nè. Chắc chết luôn á. Nó xà chứ không phải nó bay nữa. Vô đây nè, em thấy gớt vô này nè. Chắc chết rồi quá. Chứ làm sao bay nổi, em thấy nó xà vô nè. Nghĩ mày luôn. Đây nè em ơi. Xong ca lội qua kiếm cái này nè em. Bắn một viên nó bay tới đây luôn nè. Chết mẹ rồi, sao bắn trời. Không mày nè. Hiện tại xong ca còn có 4 viên đạn à. Được. Nó đưa đầu nó còn sống nè. Nó phê rồi. À, đứng này không bắn được này mày. Cái xác sức mà xuyên qua kẻ này hơi bị mấy khi nó dội đây nữa. Má sao trời. Sao anh Minh. Má chơi đều luôn. Chưa. Phải cho nó chết mới chụp được. Chụp nó bay sao. Anh nghe gì chưa. Anh nghe gì chưa. Còn 2 viên cuối cùng. Một viên cuối cùng nghe anh em. Hết đạn rồi. Hết đạn thì mày cũng tay mày luôn rồi. Thấy chưa. Trời ơi là trời. Trời ơi. Trời ơi. À xong ca bắn nó xuyên bắt bị đùi luôn. À cái bà đây rồi đứng thấy nó gớt xuống. Chết rồi. Má nó xuyên quá. Má máu mẹ không. Quá sâu kinh khủng. Rồi. Nước sao bắn chát vậy. Rồi để xong ca lội lên đây nè em ơi. Má tanh quá. Rồi. Đừng con đây nè em ơi. Còn 4 viên đạn rồi. Xuyên được không. Quay mẹ kìa. Xích tới chút xíu đi xe nè. Có nhánh cây nhỏ thấy chưa, nguy hiểm á. Rớt cái rồi. Trời ơi, ngã cây luôn. Còn. Không rớt đâu. Học bệnh em ơi. Mới lội dũng xong giờ đuối vậy kia mình bắn à. Lên trước rồi. Hơi gió nữa. Lên trước kim đó. Đồ hút con. Con này biết bay rồi. À gió quá gió.
biết bay rồi. Còn con nữa mà. Kìa kìa, ức nè. Má gió không anh ơi, kìa. Biết bay rồi. Còn con bay vào trong rồi. Thấy nó chưa, thấy ức chưa? Ức chơi đi. Còn con nó bay vào trong rồi. 2-6 bay rồi. Chạy gì dữ vậy? Con đi. Thấy ức cứ chơi. Gió hả? Em khôn quá trời luôn. Trời ơi, trời nữa không? Lên cho sầu cao lắm này. Gió. Con này bay không nổi đâu. Tự lặn chạy lại. Còn con trong rừng xài nè. Gớt ngay đầu rồi. Rồi. Còn con trong rừng xài nè. Đâu rồi? Xài vô. Đâu đây nè. Rớt anh em, một con. Ngay đầu rồi, cho dãy đi. Con này bự hơn nữa, đâu rồi? Đứng yên, nó nè. Con anh Omi nè. Con. Bắn gấp. Rồi xong. Hai anh em được hai con nữa anh em ơi. Ê! Cái gì vậy? Rớt Dũng ơi. Rồi Dũng ơi, từ Dũng ơi. À chết rồi. Thấy chưa? Yeah, hai con nữa anh em ơi. Chết. Hay lắm mình ơi. Đây, có cây dài nè. Được hai con. Một con Obi qua hại thêm hai con này hả? Rồi ok nè. Lộn mày. Đây lẫm khỏe. Đẹp. Rồi đừng nói, ê cây khô nha. Rồi. Đứng đó là khỏe gọi đây. Hiểu vô nè, em hiểu đó. Ừ. À. Con Bi hại con đổi hai con à. Ừ, con Bi nãy bay không biết đâu này, cứ gặp nữa vợ gì. Ta đẳng chưa đi. Chưa. Đang đẳng kiếm, dít mạnh lên. Rồi chừng văng cái ná. Không có nào. Xuống được không? Đó, cái này đi. Rồi. Rồi ok à. Ok. Rồi, rồi tiếp tục anh em ơi, được hai em. Đã. Nay săn thú. Hả? Bữa nay không khá rồi. Không khá rồi, nay săn thú sướng. Ê, còn con nữa anh ơi. Làm sao sống nổi anh Minh? Anh Minh! Anh ơi! Trời ơi! Cái trai xong cá lụm đá chọi tốc độ luôn! Rồi ba con đã chạy. Trời ơi chung đá chỗ nha. Trời ơi nó đã anh em ơi. Có con nào nữa không? Có con nào nữa không? Đã anh em ơi. Quá sướng. Không thấy. Thấy thì bắn đi. Mình kìa. Ờ ừ, thấy rồi. Kìa, cái đầu kìa. Cái kìa. Còn mấy kia là con sáo. Cái dẹp dịp. Nhìn lên. Ừ. Dẹp dịp cao á.
màu đen. Mình thấy à, đường quá trời tụ hú anh em ơi, bớt gió là gớt đó. Không không không, gió quá anh em ơi, kệ đứng cầm đèn lùi thấy không, anh thấy không, xa quá cho anh em thấy nhưng mà nguyên ức hồi hộp rồi, lên lên đọt rồi, trời ơi nguyên ức luôn. Để đi xe kìa, gió nó hơi nhúc nhích anh em ơi. Rồi má qua xong rồi, kìa kìa kìa, cái sụi bánh kìa kìa kìa, không qua được đâu, xa lắm. Mình lại kiếm vòng được không? Thì đâu là kia xa lắm. Kìa sụi kìa, đứng kìa 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 kìa. Trời ơi, tức như trời. Ê, sao quá đó được trời. Ê, hai con luôn kìa. Đi xuồng hả? Đi xuồng hả? Ừ, anh qua đi kìa. Nó nằm trên đọt kìa, nó phê rồi. Vừa vừa lên bà là chơi liền kìa ba. Nãy thấy quay đâu vậy? Gió tới bề chứ ai bơi. Gió á. Trời ơi, dầm này nó mất, nó mỏng tè bà ơi. Con này chắc coi sao, con này chắc sao không nổi đâu. Bảo luôn. Thì em gắn cho lên bờ trước anh chạy lại chơi chứ sao. Em thấy là một con sắn vô đó. Là hai con đó nghe, con bông nghe. Còn con đen nãy giờ là nó mệt rồi. Anh vô từ từ anh đấm đi. Con bông ở mé bên đọt xanh xanh. Con bông nó dưới vậy sao vượng sắn lên, thấy con đen sắn lên. Rồi anh bò lên đi, cho anh bắn luôn đó. Gắn kỹ kỹ nghe không. Lên đi, bò lên đi. Hái ghê trời, đánh nhanh rút lẹ coi. Nhìn kỹ lên. À chết nữa rồi. Mượn xuồng qua luôn. Nó mới nhảy ra đó. Kìa 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 đọt kìa anh Minh. Xích ra chút xíu là thấy con nguyên ức nè. Ra đi đi ra hướng em nè. Rồi nó qua kia nữa rồi. Qua kia. Một thằng nó khổ dữ trời. Cái cao nhất á. Đi xuống cao lên đi. Phụ mình đi. Nè Nguyễn ức nè. À nó bị sẹo cánh rồi. Em sợ nó bay ngược chị bản quá. Nghe chưa? Rồi đi ra làm sao luôn rồi. Kìa đâu. Trời ơi bắt cái bập luôn. À, hai thằng như shit thì trời. Cái này sao luôn mệt rồi. Ơi. Má bị thương thêm viên nó mà không chết. Mệt như chó ấy. Ê, ê. Rồi rồi rồi, được Minh ơi. Rồi rồi rồi. Lẹ lên. Cái con đẩy gớt này nè. Cái con nãy nó bị thương nặng rồi. Con đó là con Nguyên, còn con bị thương chưa? Đâu trời. Cái con mà mình bắt bị thương đó đáp vậy nè. Cái con đó là con Nguyên con nãy. Anh nhìn đi ra đây nè. Cái con bị thương nó chưa bay đâu. Con nãy bị thương vô đây nó núp ở đây.
Má tới nỗi mà vô tay dí luôn trời. Má uổng ba. Tiêu rồi. Nãy bắn thêm viên nữa thấy không? Thấy nó hai con, bay gai gì rồi. Không, một con hả? Một con nó bay sao là nó bay vô đây. Cái con bay sao nó bay rồi. Làm vừa thấy nó bay đó, còn con của anh chưa? Con anh em thấy sạc rồi mà. Cô luôn mày nè. Chứ đây đụng nó bay qua kia nó bay sao bay nổi. Thấy ổn như trời. Đây nè, Minh ơi. Minh ơi. Anh thấy gì trên Minh? Bên kia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chưa nghe, núp lại nằm ơi, ẻm em về rồi. Thấy chưa Minh? Em thông đích hay không à? Nó gãy cánh nó bay hết nổi rồi. Wow. Bắn này nó khó lụm lắm nghe Minh. Đó. Sới cánh nó cả nữa rồi đó. Đó. Rồi thấy rồi. Hết cứu rồi đó. Hết cứu dãy rồi, cho dãy. Không có gớt. À, con này cực dữ trời. Mà nó qua đây không hay luôn thấy không? Thầy quay. Nó nói anh rồi ăn đây là không lụm được. Được sao không được ba. Gớt xuống lụm sao không lụm. Cây cà bay già hòn nè. Nó chết rồi. Chết thiệt. Ê. Rồi. Chết rồi. Leo nữa hả? Anh em mình tiến hành lụm tôm hú bên đây luôn. Anh Minh leo. Con này là công của anh Minh bắn hạ. Thung lên. Rồi sát bên luôn. Ghê trời. Cực khổ dưới trời. Má gì mà nó bù lại tôm hú vậy được rồi. Ra nè. Rồi hắn đi. Rồi nó không ngã đâu. Dán vô lụm. Cam gai cũng sắp hết pin rồi anh Minh ơi. Trời ơi, 3 viên nhiều người. Ai một viên anh bắn là dập cánh. Thì trúng cánh nó mới càng lãng mà. Ờ, dập chấp ngoài. À, chỗ cụ trỏ hả? Ờ nè. Má hàng chi lạng. Này bắn nó sẹo luôn. Ok, là hết pin. Hết pin luôn rồi. Quay cho anh em xem tiếp. Hôm nay giờ phải đi tìm này tạm lắm. Ở đâu? Đây nè. Đâu rồi? Đây con này nè, đâu? Dính không hả? Rồi. Để đằng trước, còn con nữa. Con lụm trái hả? Ê mày. Gì? Gì? Anh bắn mấy con lạ. Sao? Bắn gì mấy con như vậy? Con nằm đâu? Ở đâu? Con gớt chưa? Gớt con nè. Một con gớt, một con ghé nó đâu? Nó chạy đâu? Con gãy cánh chạy đâu? Con gãy cánh rớt đây nè. Con kia chạy lụm đẳng mà. Con gãy cánh, bắn con gãy cánh con này nãy một phát rồi. Hiện tại thì mình với anh Minh đã
săn hết một. Bữa nay đâu có con nào lạ đâu phải không? Một ngày trời mà săn anh em bên đây mình săn tô hú cơ mà. Hôm nay sù ca bắn kia, cái mini này nghe nè. Đấy, anh em nhìn tô hú nè. Cho anh em coi, nãy chục lùm này là anh Minh hạ một con mà mình kiếm ở mé ruộng nó đã mất rồi. Anh Minh chạy chặt chặt dây chằng cái gì. Anh em mình ra đây rồi đếm tô hú rồi về luôn. Chứ bây giờ đang xa lắm. Đó, đây tô hú không nghe anh em. Lâu lâu đi bữa xa, thật xa rồi săn tô hú vậy đó. Mà đi lúc 2 giờ. Đấy anh em thấy không? Giờ giờ đếm cho anh em coi. Tô hú không à. Bông đi riêng bông đi, con đi riêng con. Đó. Tất cả những gì là tu hú hết. Này bắn cái nó quá đã anh em ơi. Máy thì cái máy camera của sục cả hết pin luôn, quay hết pin luôn. Trời. Bữa nay hàng quay pin không đủ nữa. Con gần gần nó đi, gần gần nó đi. Yeah, con bông bông dưới trên đi. Sao quá vậy? Cho quay đầu lại. Rồi, cho anh em coi điểm bao nhiêu còn cho anh em coi thôi. Rồi anh em mình về. Thì thời gian nó cũng không có còn nhiều nữa, tối rồi. Còn nữa. Quá trời bắn không mặt. Bữa nào bắn tiếp. Cây 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13. Và con nãy thôi lụm đường con nó 14 mà trời. Nãy con nó lụm không được ngay cái cục lùm đó. Rồi, anh em có coi có thấy hay thì ủng hộ kênh, like và chia sẻ anh em. Nhớ đăng ký kênh. Rồi anh em nào có mua thun thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nha anh em, góc trái nè. Rồi, còn cây SK mini thì sầu ca kênh sầu ca tới 10k shop thì sầu ca sẽ làm bán nha anh em. Hiện tại thì kênh sầu ca được 9k rưỡi rồi. Rồi, bây giờ anh em mình chụp hình luôn nè mọi người, anh em mình về anh em ơi. Rồi, chào tạm biệt anh em, hẹn em ở kiếp sau.